Mến chào tất cả các anh chị, tôi là Tammy Lê Thị Ngọc Thảo, nhà huấn luyện đến từ Action Coach Việt Nam. Chào đón các anh chị đến với chuỗi các cái video chia sẻ về chương trình Planning Bootcamp lần thứ 31. Thưa các anh chị, ngày hôm nay thì Tammy đến đây với hai lý do quan trọng. Vì sao các anh chị chủ doanh nghiệp và đội ngũ của mình cần phải tham gia chương trình Planning Bootcamp lần thứ 31 này? Thưa các anh chị, năng lực học hỏi là một trong những cái năng lực quan trọng của bất kỳ một cái doanh nghiệp nào trong giai đoạn hiện nay. Có hai cái lý do mà ngày hôm nay Tammy mang đến đây với chương trình Planning Bootcamp lần thứ 31 liên quan đến cái năng lực học hỏi này. Lý do đầu tiên là tại chương trình này các anh chị sẽ có cơ hội để chúng ta có thể học hỏi và phát triển chính cái năng lực lãnh đạo của người chủ doanh nghiệp và đội ngũ của mình. Thưa tất cả các anh chị, trong suốt cái quá trình lập kế hoạch thì việc định hướng ngay từ đầu để chúng ta có thể chọn được những cái chiến lược đúng, những cái mục tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Sau khi chúng ta lập kế hoạch xong thì cái việc chúng ta có thể kiểm soát cái tốc độ, cái nguồn lực để mình có thể thực thi các cái kế hoạch này là cực kỳ quan trọng. Trong toàn bộ những cái chuỗi công việc này thì cái năng lực lãnh đạo bản thân cũng như năng lực lãnh đạo đội nhóm là một trong những cái điều mà tiên quyết ở trong việc thực thi cũng như định hướng các kế hoạch của mình ngay từ đầu. Điều thứ hai cũng tại chương trình này, các anh chị chúng ta còn có khả năng, cơ hội để chúng ta học hỏi được chính từ những cái sự thành công cũng như chưa thành công trong việc chọn lựa các cái chiến lược đã được trải nghiệm tại hệ thống Action Coach đối với các doanh nghiệp ở trong chương trình. Và Tammy tin rằng khi chúng ta tập hợp được những cái trí tuệ xã hội như vậy thì chúng ta sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian để chúng ta có thể chọn cho mình những cái chiến lược phù hợp với doanh nghiệp của mình thông qua những cái bài học đến từ những doanh nghiệp khác. Và chương trình Planning Bootcamp lần thứ 31 sẽ diễn ra vào 2 ngày. Thứ năm, thứ sáu, 21, 22 tháng 3 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tammy cùng với tất cả những nhà huấn luyện của Action Coach Việt Nam rất vui sẽ được đón tiếp và đồng hành tất cả các anh chị tại chương trình. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị tại chương trình BBC 31.